Xin chào tất cả các bạn và xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Mỹ Anh đến với video clip này thật sự muốn chia sẻ đến với mọi người một cái câu chuyện mà nó hoàn toàn có thật từ bản thân Mỹ Anh. Và thông qua câu chuyện này, Mỹ Anh cũng muốn gửi gắm đến một cái thông điệp cũng như là một cái nguồn cảm hứng dành cho tất cả chị em phụ nữ ngoài kia. Chúng ta hãy thực sự mạnh mẽ và chúng ta hãy thực sự đầy tự tin lên. Bởi vì điều này nó hoàn toàn có thể diễn ra khi Mỹ Anh là bản thân một cô giáo mầm non. Và cách đây 6 năm về trước, Mỹ Anh vẫn là một cô giáo miệt mài trên lớp học với bài con thơ. Và thực sự với thu nhập lúc đó nó vô cùng hạn hẹp. Mỹ Anh vẫn còn nhớ cho tới lúc mà Mỹ Anh bầu và Mỹ Anh nghỉ sinh bé thứ ba, thì lúc đó thu nhập Mỹ Anh cũng chỉ có 5 triệu một tháng thôi. Và đến bây giờ thì sau hành trình 6 năm kinh doanh online và thực sự phát triển mạnh mẽ trong một năm 2019, thì hiện nay Mỹ Anh đang là CEO của một thương hiệu do mình sáng lập, đó là Astus Beauty, là dòng sản phẩm dành riêng cho spa và chăm sóc da của mình. Và hiện tại Mỹ Anh cũng đang là đối tác phân phối cho khá là nhiều dòng hàng trên thị trường online, với những chức vụ như là giám đốc kinh doanh và nhà phân phối của các dòng sản phẩm. Thì thực sự với hành trình kinh doanh online 6 năm, Mỹ Anh đã đạt được con số 1 tỷ trong tay bằng cách nào là video clip ngày hôm nay Mỹ Anh muốn chia sẻ đến mọi người, để mọi người hình dung được con đường Mỹ Anh đi từ một cô giáo với thu nhập không có dư để mỗi tháng, sau khi mà mình lo sữa cho các con cũng như là mọi thứ xong thì không có dư đâu cả nhà. Thì bây giờ bản thân cô gái này đã trở thành một doanh nhân thành đạt về lĩnh vực kinh doanh online. Và đâu đó Mỹ Anh đã giúp đỡ hơn 1.000 chị em bỉm sữa cũng có xuất phát giống Mỹ Anh, và bây giờ đã có thể lo được cho gia đình của mình, cho con của mình, và đã có một cái nguồn thu nhập rất là vững vàng. Thì đó chính là cái điều hạnh phúc. Và video clip này Mỹ Anh muốn gửi đến mọi người một cái hành trình Mỹ Anh đã đi để đạt được trong tay mình 1 tỷ đồng nó như thế nào. Và thực sự Mỹ Anh chia sẻ là bằng cách nào để từ một cô giáo Mỹ Anh có được 1 tỷ đồng. Thì Mỹ Anh đã đi qua những cái hành trình mà mọi người có thể điểm qua cùng với Mỹ Anh như sau. Đầu tiên đó là Mỹ Anh đã tự đặt câu hỏi với bản thân mình rằng là mình có khả năng kiếm được nhiều thu nhập hơn nữa không, hay là mình chỉ dừng lại ở mức thu nhập của một cô giáo. Thì trong tiềm thức của Mỹ Anh nó nói rằng mình có khả năng kiếm được thu nhập nhiều hơn. Vậy làm bằng cách nào để kiếm thu nhập nhiều hơn trong khi mình vẫn là một cô giáo? Thì Mỹ Anh đã mần mò và cũng như là tìm hiểu trong suốt một tháng ròng rã, và cuối cùng Mỹ Anh chọn kinh doanh online. Bởi vì sao ạ? Bởi vì Mỹ Anh cũng không thể nào dừng lại công việc hành chính lúc đó Mỹ Anh đang làm là một cô giáo để lựa chọn kinh doanh online hoàn toàn, vì thật sự mình chưa có kết quả ở đó, mình cũng rất là lo lắng khi mà phải chuyển đổi, đúng không ạ? Vậy thì Mỹ Anh đã quyết định đồng hành cả hai cùng một lúc, bởi vì kinh doanh online nó vô cùng thuận lợi bằng cách chúng ta làm ở đâu cũng được, lúc nào cũng được, miễn là chúng ta có trong tay của mình một chiếc smartphone mà thôi. Vậy thì điều đó đã giúp cho Mỹ Anh tiếp cận với kinh doanh online khi Mỹ Anh sinh bé đầu tiên được 1 tuổi. Thì lúc đó Mỹ Anh bắt đầu mân mê đến việc mà hay mua đồ cho con trên mạng bằng một cái trang Facebook rất quen thuộc, và Mỹ Anh đã cảm thấy rất là yêu thích cái cô bán hàng này. Và Mỹ Anh đã nghĩ trong đầu mình sẽ trở thành cô ấy, đã định vị cho bản thân mình là mình hoàn toàn có thể. Và chính vì cái điều đó, vậy Mỹ Anh gửi gắm điều đầu tiên để đi đến hành trình có 1 tỷ trong tay của Mỹ Anh lúc này. Điều đầu tiên đó là Mỹ Anh định vị mình hoàn toàn có thể làm được. Nghĩa là Mỹ Anh phải biết mình muốn gì và mình sẽ làm gì. Và sau khi mình định vị mình được rồi thì mình bắt đầu đi tìm các phương án để thực hiện. Thì mình bắt đầu học hỏi ngày đêm cả nhà. Mình học cách đăng bài, mình học cách up bài, mình học cách để xem nguồn hàng, lấy hàng ở đâu, làm thế nào để mà mình có thể tư vấn cho các mẹ có thể mang cho các con những cái size đồ online một cách phù hợp và đúng đắn nhất. Thì thực sự là đã qua những cái hành trình như vậy và Mỹ Anh học hỏi được rất nhiều từ kinh doanh online đó. Và cứ như vậy trên hành trình, và đến sau khi mà Mỹ Anh bắt đầu trải nghiệm với online được 6 tháng thì Mỹ Anh quyết định mở một cửa hàng thời trang em bé. Lúc đó là mình khi mà mở ra cái cửa hàng thời trang em bé thì mình bắt đầu cắn bầu bé thứ hai. Và khi cắn bầu bé thứ hai thì gần như mình tập trung vào online nhiều hơn, cho đến khi mà mình bắt đầu phát triển theo từng giai đoạn một. Và thật sự là tuyệt vời khi mà kinh doanh online nó cho Mỹ Anh rất nhiều bài học để đi kèm với kinh doanh offline như vậy. Và trên hành trình đó Mỹ Anh đã kinh doanh shop thời trang được 3 năm,
Sau đó Mỹ Anh vẫn tiếp tục online và chuyển thêm một cái mảng, đó là về mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Thì thực sự khi mà lấn sân qua mảng mỹ phẩm và thực phẩm chức năng thì Mỹ Anh mới thực sự hiểu rằng cái nhu cầu của chị em phụ nữ nó vô cùng cao ở đây. Vậy thì Mỹ Anh đã duy trì cả hai cùng một lúc, đó là thời trang và mỹ phẩm. Và cho đến khi Mỹ Anh lại tiếp tục hạ sinh bé thứ ba thì mọi người nghĩ điều gì ạ? Thời gian Mỹ Anh sinh và mang bầu liên tục như vậy nên nó đã dồn dập lên rất nhiều. Nó đòi hỏi Mỹ Anh phải có một cái áp lực rất nhiều về tài chính đối với các con và gia đình. Chính vì điều đó, nó cũng là một cái yếu tố dẫn đến việc mà Mỹ Anh gần như lựa chọn online làm chính luôn, khi mà mình không còn khả năng để quay trở lại trường học nữa, với cái việc mà con quá nhỏ cộng với việc mình lại bầu bì, vì tất cả đều là con là ý trời hết và đến ngoài dự kiến của bản thân Mỹ Anh. Thì chính vì điều đó và là cơ duyên, Mỹ Anh bắt tay vào online hoàn toàn, tập trung vào năm 2016 cả nhà. Đó là vào cuối năm 2016, Mỹ Anh hoàn toàn chính thức nghỉ làm và ở nhà để tập trung vào online. Và khi tập trung vào online hoàn toàn thì thực sự Mỹ Anh ngỡ ngàng với kết quả mang về. Đó chính là chìa khóa thứ hai mà Mỹ Anh gửi gắm, chính là sự tập trung ạ. Vậy thì khi Mỹ Anh tập trung hoàn toàn vào online thì đúng là mọi thứ nó trở nên rất tuyệt vời. Mỹ Anh học được cách bán hàng nhiều hơn, cách chia sẻ nhiều hơn, cách chăm sóc khách hàng nhiều hơn, am hiểu kiến thức nhiều hơn. Và hơn hết, Mỹ Anh học được cách để chạy marketing cho chính mình trên những trang fanpage của mình. Và nó mang về một nguồn thu nhập rất là khủng khiếp. Và chưa bao giờ Mỹ Anh nghĩ rằng mình có thể cầm trong tay số tiền 50 triệu đến 100 triệu đồng trong một tháng. Và cái giai đoạn mà mình tập trung hoàn toàn cho online thì mình đã làm được điều đó. Mình đã rất hạnh phúc và ngỡ ngàng với điều đó. Cho đến khi mà mình thực sự đặt câu hỏi, vậy còn cách nào tốt hơn nữa không? Thì cơ duyên đưa đến năm 2018, Mỹ Anh đến với việc kinh doanh hệ thống một cách chuyên nghiệp bởi công ty Green Family Development về thương hiệu Diệp Lục. Thì thực sự với ba dòng sản phẩm này, Mỹ Anh đã thực sự thành công rực rỡ ở đây, khi hiện tại Mỹ Anh là giám đốc kinh doanh của công ty và mỗi một tháng mình phân phối hơn 10.000 sản phẩm. Và thực sự mình đang có một hệ thống bên dưới hơn 1.000 thành viên là mẹ bỉm sữa đang thay đổi cuộc đời của mình. Và thực sự điều đó làm Mỹ Anh vô cùng hạnh phúc. Bởi vì sao ạ? Mỹ Anh nhận được tất cả những điều ngày hôm nay là đều nhờ vào sự đồng hành của hệ thống và đội nhóm, cũng như là việc mình trao đi giá trị. Vậy thì hành trình Mỹ Anh đi đến từ con số là một cô giáo mầm non cho đến 1 tỷ trong tay từ người kinh doanh online chuyên nghiệp, thì mọi người thấy rồi đó, Mỹ Anh gửi đến hai chìa khóa. Thứ nhất là lựa chọn, là định vị bản thân mình. Thứ hai là sự tập trung. Và thứ ba là chúng ta phải đi đúng hướng. Vậy thì 2018 đã giúp cho Mỹ Anh biết đến một cái hệ thống kinh doanh thực sự thành công. Và 2019 Mỹ Anh đã thực sự rực rỡ. Cho đến bây giờ, tất cả mọi thứ đều đang đi trên những cái con đường rất là tuyệt vời. Và thực sự Mỹ Anh rất là happy khi cuối năm 2019 Mỹ Anh hoàn toàn đã sở hữu được số tiền 1 tỷ trong tay. Đó là điều vô cùng tuyệt vời. Và thực sự nó hạnh phúc hơn bao giờ hết đối với một mẹ bỉm sữa ba con như Mỹ Anh. Đối với một cô giáo xuất phát từ là một cô giáo trước đây, mình rất chật vật về việc đã phải tìm kiếm nguồn thu nhập. Thì bây giờ Mỹ Anh thực sự rất là hạnh phúc. Và cái chìa khóa thứ ba Mỹ Anh muốn gửi gắm để đi đến hành trình 1 tỷ đồng trong tay, đó là chìa khóa phát triển bản thân cả nhà ha. Vậy thì chúng ta không thể nào trưởng thành lên được, và chúng ta cũng không thể nào sở hữu được cái số tiền lớn như vậy trong tay khi mà tư duy chúng ta không có về tài chính, tư duy chúng ta không có về đầu tư, tư duy chúng ta không có về kinh doanh, tư duy chúng ta cũng không có về việc đào tạo hoặc là hướng dẫn người khác, hoặc là gieo hạt, hoặc là làm những cái việc mà để lại những cái kết quả lâu dài về sau. Thì tư duy chúng ta không thay đổi thì chúng ta không xứng đáng có được điều đó. Như vậy thì Mỹ Anh gửi gắm đến mọi người hành trình để có 1 tỷ trong tay của một cô giáo mầm non, một mẹ bỉm sữa ba con chính hiệu. Đó chính là sự tập trung, sự định vị và một người dẫn đường. Cả nhà ha, một người dẫn đường. Thì chính vì cái ba cái yếu tố đó, khi mà chúng ta lựa chọn được rồi thì chúng ta kiên trì, và chúng ta kiên trì làm việc thì chúng ta sẽ đạt được điều mà chúng ta mong đợi ạ. Và cái điều thứ năm là điều cuối cùng, đó là chúng ta luôn luôn có kế hoạch và mục tiêu cho bản thân mình và bám sát nó từng ngày, từng giờ, từng phút giây.
các bạn nhé. Và tóm lại năm cái điều mà Mỹ Anh chia sẻ để chúng ta đi đến hành trình 1 tỷ của một cô giáo mầm non, đó chính là tầm nhìn. Và khi mà Mỹ Anh nhìn ra được cái tầm nhìn rằng là mình hoàn toàn trở thành một người có thể sở hữu số tiền lớn, và mình hoàn toàn là người có thể được mơ ước mình sẽ có tiền tỷ, thì thực sự đó là giây phút mà Mỹ Anh được định hình bản thân mình rất rõ rệt. Và Mỹ Anh hành động mạnh mẽ trên con đường đó để có được ngày hôm nay là một cô gái thực sự sở hữu tiền tỷ trong tay. Đó là một ước mơ của rất là nhiều người. Và Mỹ Anh muốn gửi gắm cuối cùng trong video clip này rằng là hỡi các chị em phụ nữ, hỡi các mẹ bỉm sữa, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được bản thân mình và cuộc đời của mình cũng như gia đình của mình nếu như bạn hiểu được từ giá trị cho đi. Vậy khi bản thân bạn có nhiều giá trị thì đồng nghĩa với việc bạn sẽ có nhiều tài chính, được chưa ạ? Như vậy thì đó chỉ khác nhau ở đây rằng là chúng ta sử dụng thời gian của chúng ta vào những việc có giá trị thì nó sẽ tạo ra tài chính. Mỹ Anh rất vui được chia sẻ với mọi người về câu chuyện của cuộc đời Mỹ Anh, và rất mong cũng như là hy vọng đâu đó sẽ truyền cho mọi người nguồn động lực. Còn nếu như tất cả các bạn cũng như là bất kỳ một ai đó đang cần sự hỗ trợ hay cần sự tư vấn hay cần một lời chia sẻ từ bản thân Mỹ Anh cho việc các bạn khởi nghiệp ngay từ những ngày đầu, thì hãy inbox cho Mỹ Anh hoặc gọi theo số hotline 0918 560566 nhé. Mỹ Anh rất vui được tiếp nhận